Đoàn công tác văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang vừa đến kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Phước Hưng, huyện An Phú. Tính đến nay, xã Phước Hưng, huyện An Phú đã thực hiện đạt 17 trên 19 tiêu chí và 46 trên 49 chỉ tiêu. Nếu tính theo bộ tiêu chí mới, Phước Hưng chỉ đạt 11 trên 19 tiêu chí và 42 trên 57 chỉ tiêu. Để đảm bảo thực hiện hoàn thành xã nông thôn mới theo lộ trình đề ra, tại buổi làm việc, xã Phước Hưng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện An Phú nhanh chóng hoàn thành hồ sơ thủ tục đấu thầu để sớm triển khai xây dựng các điểm trường trên địa bàn. Các sở ngành liên quan cần hướng dẫn cụ thể thực hiện từng tiêu chí chỉ tiêu theo bộ tiêu chí mới và hồ sơ minh chứng. Tại buổi làm việc, đoàn yêu cầu địa phương cần quan tâm giữ vững và nâng chất những tiêu chí chỉ tiêu dễ biến động, tiếp tục trồng thêm cây xanh, tuyến đường hoa và tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Đối với các công trình trọng điểm phục vụ xây dựng nông thôn mới, huyện nhanh chóng hoàn thành hồ sơ thủ tục tiến tới đấu thầu, sớm triển khai thi công, phấn đấu đến cuối năm 2022 hoàn thành ít nhất 40 đến 50% khối lượng công trình. Địa phương rà soát bổ sung số liệu cụ thể chính xác, cập nhật đầy đủ hồ sơ minh chứng và hoàn chỉnh báo cáo để phục vụ cho việc thẩm tra công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.